Xin chào các bạn đang đến với lớp học nhạc online. Hôm nay mình sẽ chia sẻ chút kinh nghiệm về chọn vị trí đệm hợp âm trên piano. Với piano đệm ca, trước hết hãy chia piano làm 3 phần gồm bass, mid, treble. Phần bass các bạn chọn từ nốt la thấp tới nốt F3. Phần mid bạn chọn từ C3 tới C5. Phần treble từ C5 tới C8. Như vậy, nếu đệm hợp âm, bạn sẽ đệm ở octa nào? Octa đẹp nhất bạn nên chọn là từ C3 tới C5. Trong khoảng này, C3 tới C5. Đệm hợp âm trong khoảng này, hợp âm sẽ quyện vào giọng ca, không chọi với giọng ca. Phần đệm nghe dày và âm thanh ổn định. Sau đây, tôi sẽ chọn phần đệm hợp âm vòng la thứ trong khoảng từ C3 tới C5. Còn nếu đệm hợp âm ở octa cao thì sao? Bạn sẽ nghe thử nhé. Cũng hợp âm vòng, la thứ. Đúng là phần tay trái và tay phải không quyện vào nhau. Điều này làm cho cách bạn đệm không đầy, đệm octa cao sẽ đụng với giọng hát. Ngoài ra, bạn muốn đệm hợp âm quyện vào lời bài hát, bạn phải nghiên cứu về voicing, hay còn gọi là các thế bấm hợp âm. Các voicing này tôi sẽ đề cập đến trong các video kế tiếp, gồm triad voicing, hợp âm 7 voicing, hợp âm 9 voicing, hợp âm 7 thăng 9 voicing, hợp âm 7 giáng 9 voicing, hợp âm 11 voicing, hợp âm 13 và 13 giáng 9 voicing. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng video này có ích cho các bạn. Và đừng quên subscribe để có được các video mới nhất từ HC. Ngoài ra, bạn nào muốn có thêm tài liệu piano đệm ca và solo, vui lòng liên hệ 0908 281 599. Chúc các bạn luôn thành công trong âm nhạc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.